Vào ngày hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã kêu gọi phương Tây cần phải tăng cường hợp tác với nước này nhằm ngăn chặn các tay súng nước ngoài vượt qua biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Iraq và Syria. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Istanbul, Thủ tướng Davutoglu cho biết việc gia tăng sự hiện diện của các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo IS là mối lo ngại không chỉ riêng Thổ Nhĩ Kỳ mà còn với cả thế giới. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi tăng cường trao đổi thông tin giữa các quốc gia để ngăn chặn các phần tử thánh chiến đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ và sang Iraq, Syria, gia nhập phiến quân IS. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai xe tăng và xe bọc thép đến khu vực biên giới với Syria để ngăn chặn khả năng bị các tay súng thuộc nhóm IS tấn công xâm nhập lãnh thổ. Hàng nghìn tay súng nước ngoài từ nhiều quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Mỹ và nhiều khu vực ở châu Âu được cho là đã gia nhập lực lượng phiến quân nhà nước Hồi giáo. Nhiều phần tử trong số này đã băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có hơn 1.000 km đường biên giới với Iraq, Syria và đang có 1,5 triệu người tị nạn sinh sống.